có ông chú chạy chết ở trên này, cháy nhà ngay chợ Hành Đông Tây mình à. Dạ, ngay cái shop đồ Buka. Nghe đâu chảy cái ổ điện ở trên lầu, trên cái chỗ mấy cái máy móc mà người ta làm hàng làm đồ á. Rồi ông chú ông quảng quá, ông chạy lên chảnh này bị nổ, bị đè chết cái chảnh hay sao á. Người thì ra hết rồi, còn ông chú ông quảng quá, ông chạy ngược lên trên á, có bị nổ chết. Công an đang vô quá trời luôn. Dập được lửa rồi nhưng mà mất hết một mạng.